Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả, thưa quý vị. Bây giờ là chương trình đọc báo về. mà ngày hôm nay thì Hoàng Tuấn bận, cho nên chỉ có mình Nguyễn Khôi đọc báo cho quý vị nghe thôi. Bài báo đầu tiên là một bài báo của VN Express có tên là có cái tiêu đề là Thường trực Ban Bí thư hai chấm tức là nói hoặc là tuyên bố kỷ luật phải trên tinh thần nhân văn. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, không có vùng cấm, song trên tinh thần nhân văn trị bệnh cứu người. Chiều 13 tháng 6, Thường trực Ban Bí Thư Lương Cường làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ tại Đại hội tháng 13 tháng 2 riêng của năm 2021 cho đến nay. Sau khi nghe báo cáo, ông Lương Cường đánh giá cơ quan kiểm tra trung ương và các cấp đã có nhiều đổi mới, hoàn thành khối lượng công việc lớn, chất lượng. Kết quả kiểm tra có tác dụng lớn trong cảnh tỉnh phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, vi phạm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo cơ quan kiểm tra trung ương và các cấp thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Một trong số đó là thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Hiện thức quý vị, khi mà nói rằng kỷ luật phải trên tinh thần nhân văn thì điều đó có nghĩa là mình phải nương tay cho cán bộ của mình nương tay cho đảng viên của mình nương tay cho đàn em của mình và đôi khi nương tay cho cả bậc trên của mình nữa thật quý vị những lần mà thực sự là người thân rõ ràng người dân ở bên ngoài người ta nhìn thấy rất là rõ là các bố chỉ chia chắc quyền lợi với nhau mà thôi khi mà không có che để được nữa nó lộ ra hoặc là vì phe nhóm đánh đấm đá nhau thì vẫn nó vẫn có những cái sự liên quan nó ràng buộc nó có những sự chia chắc quyền lợi tiền bạc ở trong đó cho nên nếu mà bây giờ nó phanh phui làm đến tận cùng thì nó thối tùm lùng không ai chấp nhận được và cái cuối cùng cái nơi cuối cùng bị thiệt hại là gì là chính là đảng viên thôi là đảng thôi người tại vì người ta nhìn thấy đảng toàn các đảng viên toàn là nhơ nhớp và bẩn thỉu giống hệt như nhau và nơi nào cũng vậy nhưng tôi đã nhiều lần thưa với quý vị là nếu mà nó chỉ có hư thối nó chỉ có ung thối ở một chỗ mà thôi nó chỉ là cái sai lầm của một cá nhân mà thôi thì mình mới có hy vọng sửa chữa được còn đây nó thối thối toàn bộ thối toàn đã toàn thối hết thưa quý vị nó hư hết rồi thì làm nhiều người cho đến bây giờ vẫn hy vọng rằng à, đảng cộng sản có thể là à, lúc này lúc kia có một vài cá nhân không có tốt để làm hại cái uy tín của đảng à, mình chỉ cần sửa chữa những chỗ đó rồi thì đảng sẽ trở lại tốt lại đẹp nó đã hư ngay từ đầu rồi thưa quý vị từ trong cốt lõi từ trong cái chủ trương từ cách sắp xếp của nó và nó hư bao nhiêu năm nay rồi nó thối tha nó bẩn thỉu như vậy mà uh, bây giờ mà còn hy vọng là mình có thể sửa được, được nó thì chúng tôi nghĩ rằng những cái hy vọng nó rất là hảo huyền nếu mà một hai cá nhân nó hư hỏng thì mình có thể sửa chữa được nhưng mà nếu mà toàn bộ chỗ nào đục đến đâu là nó hư nó đục đến đâu là sai trái đến đó đục đến đâu là bẩn thỉu đến đó đục đến đâu là thối nát đến đó thì làm sao mà có hy vọng sửa chữa được cho nên càng một lần nữa những cái lời tuyên bố như thế này càng làm cho người dân người ta ngao ngán vào thôi người ta, người ta thấy rằng khi mà quý vị nói rằng là quý vị làm cho sạch sẽ đảng, quý vị đưa những cái đảng viên xấu, những cái thành phần xấu ra trước công chúng, không có vùng cấm vân vân và vân vân, thì những cái đó chỉ là những cái lời nói mà thôi, sáo rỗng mà thôi, nó nghe ra thì nó có vẻ rất là đẹp, nhưng mà trong thực tế thì khi mà thực hiện, thực hành thì nó không như vậy. bằng chứng là khi thực hành thì quý vị nói phải phải trên tinh thần nhân văn, tức là phải nương tay với nhau, phải nhẹ nhẹ thôi. Dạ vâng thưa quý vị, nếu mà bệnh ung thư mà quý vị chữa nhẹ nhẹ, chữa bằng aspirin hay là chữa bằng Tylenol thì bao giờ nó hết được. Phải có những loại thuốc chuyên trị. Và khi nó nói đến kỷ luật là kỷ luật. Thưa quý vị, nếu mà nó kỷ luật thì nó đưa tính nhân văn ra. Và nhất là khi mà kỷ luật đi hàm ý nghĩa rằng sẽ đưa ra tòa để mà xử. Thì khi mà ra tòa thì có luật pháp. Luật pháp nó phải công minh, nó phải rõ ràng, nó minh bạch và nó nhất quán với nhau từ trước là sao lúc nào nó cũng phải giống nhau thôi thì người ta mới có thể tin được vào cái thứ luật pháp đó còn nếu một luật pháp ngày hôm nay sự kiểu này mai sự kiểu kia với cán bộ đảng viên thì thưa quý vị tỷ 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 tham nhũng thì đi tù một hai ba năm rồi đi về thí dụ có đi tù đi chăng nữa rồi cuối cùng thì cũng một hai ba năm mà cũng chẳng mất mát gì cả thưa quý vị rồi đi về trong khi đó thì ăn cắp vặt một con vịt bỏ bánh mì có thể tù hai ba năm thì thưa quý vị làm sao người ta có thể người dân có thể tin tưởng vào một cái thứ luật pháp như vậy vâng đó là bài báo đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị ngày hôm nay à, thường trực Ban à, ba mỹ thư nói là kỷ luật phải trên tinh thần nhân văn nếu mà giờ này mà à, các ông mà còn dựa trên tinh thần nhân văn để mà xử với nhau thì thưa quý vị cho bao giờ thì mới luật pháp nó mới rõ ràng với công minh và những người có công thì bao giờ mới được thưởng và những người có tội thì bao giờ mới lãnh nhận cái hậu quả vì cái tội phạm những cái sai phạm của mình À, và nói đến sai phạm thì thưa quý vị bài báo của người lao động chúng tôi có trong tay như thế này hai cựu lãnh đạo bệnh viện thành phố thủ đức nói rằng biết sai nhưng mà vẫn phải làm đó là chia sẻ của cựu giám đốc bệnh viện thành phố thủ đức trong phiên xét xử liên quan đến sai phạm đấu thầu xảy ra tại bệnh viện này giai đoạn 2020 2021 chiều 13 tháng 6 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử 5 bị cáo liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng về nhận về nhận hối lộ tại bệnh viện thành phố thủ đức uh, và công ty nam phong theo đại diện của viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh vụ án xảy ra trong giai đoạn năm 2021 khi bệnh viện thành phố thủ đức triển khai kế hoạch xét nghiệm chẩn đoán covid 19 để phục vụ công tác phòng chống trên địa bàn thành phố hồ chí minh Giai đoạn này thì Bệnh viện Thành phố Thủ Đức không thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định mà lại mua sản phẩm trực tiếp từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á hoặc là mua qua công ty Nam Phong vi phạm quy định về đấu thầu và mua sắm công. Loại kit test mà Bệnh viện Thành phố Thủ Đức mua là kit xét nghiệm PCR COVID-19. Luật sư hỏi bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức nhận thức như thế nào về sai phạm của mình? Trả lời luật sư thì bị cáo quân nói trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, công tác xét nghiệm là một phần quan trọng phòng chống dịch để có đủ kit test theo quy định bệnh viện phải thực hiện đấu thầu. Tuy nhiên quá trình đấu thầu thường mất nhiều thời gian khoảng 3 tháng trong khi nhu cầu xét nghiệm cấp bách, do đó bệnh viện đã chọn cách mượn kit test cũng như nhận kit test trước rồi mới tiến hành các thủ tục đấu thầu. Ở đây người ta không có trách, người ta không đưa tòa vì là sai cái thủ tục đấu thầu mà người ta đưa ra tòa người ta quy định là quý vị có tội là tại vì quý vị nhận hối lộ từ những cái công ty mà nó cung cấp cái ký test đó và cụ thể là công ty quốc công, công ty Việt Á ở đây và công ty Nam Phong thì bây giờ ra tòa chối tội và chối tội một cách rất là ngu xuẩn thực sự là phải nói như vậy làm sao mà có thể tự bênh vực cho mình tự bảo chữa cho mình khi nói rằng là mình biết sai những phải làm đồng ý là có thể lúc đó mình cần À, cái test để chữa trị cho bệnh nhân để phục vụ cái nhu cầu đó tại lúc đó thực sự là cái vấn đề kết xét nó khủng hoảng không phải chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới lần đầu tiên thế giới bị cái Covid-19 và nó và nó hoành hành trên diện rất là rộng người ta chưa có kinh nghiệm để chống lại cái dịch bệnh này và thứ hai là người ta chưa có thuốc để đề phòng hay là có những bộ kế sách sẵn sàng để có thể khám phá khám phá ra những cái, cái cái dịch bệnh này cho con người ta thì lúc đó mình rất là cần thì có thể là anh mua hoặc là anh sẵn mà mượn tạm vân 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 thì cái đó cái chuyện đó nó bình thường thôi thưa quý vị không phải chỉ ở, ở nơi này không phải chỉ ở thủ đức mới xảy ra cái hiện tượng này mà ngay tại mỹ là quốc gia tiên tiến trên thế giới nơi mà đã có những cái phương pháp rất là sớm để ngăn chặn cũng như là để phát giác ra à, cái dịch bệnh covid 19 này người ta cũng phải cái lúc đó nó cũng rũ beng lên và tổng thống trump đã phải ký một cái sắc lệnh là đặc biệt để sản xuất thuốc một cách nhanh chóng làm sao để có thể có những cái bộ test để thí nghiệm để thử nghiệm để biết là người ta có bệnh hay không và lúc đó cái hoàn cảnh lúc đó rất là bi đát và rất là khẩn cấp người ta rất là thông cảm cái chuyện đó nhưng mà không ai thông cảm cho Uh, những người hay là những đảng viên hay là những cán bộ hay là những người có trách nhiệm và đặc biệt là những các bác sĩ những người gọi là những người có lương tâm uh, lương y như từ mẫu những người được xã hội tôn trọng như vậy Thế khi mà lợi dụng cái dịch bệnh đó để mà làm tiền để mà làm giàu để làm khổ những người khác và nếu mà mình đưa những cái bộ kit test mà mình mà mình lợi dụng những cái test đó để mình làm tiền thì thực sự nó rất là xấu xa nó bẩn thỉu người ta nói rằng trong những môi trường mà người ta nghĩ rằng là nó phải sạch sẽ những cái chuyện mà vấn đề mà 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 vi phạm đạo đức nó không xảy ra được thí dụ như là bên thuế vụ đi tiền bạc đi bên công an đi quyền lực đi những cái chuyện ăn hối lộ những cái chuyện mà ăn tiền uh, vân vân và vân, tham nhũng vân vân nó có nó xảy ra thì người ta nghĩ rằng ô mà gần tiền bạc thì nó rất là dễ cám dỗ nó rất là nhiều nhưng mà có những cái môi trường mà người ta nghĩ rằng là những người làm việc trong những cái môi trường đó người ta trông mong là những người đó sẽ đạo đức hơn sẽ tốt đẹp hơn đó là môi trường giáo dục đó là cái môi trường y tế hai cái môi trường rất là quan trọng hoặc là bên tôn giáo vậy người ta nghĩ rằng là các nhà tu phải là những người đứng đắn những người uh, nghiêm chỉnh và những người không có dính líu đến tiền bạc không làm mà uh, đạo đức nó bị uh, ô uế nó bị vi phạm đi Thứ ba cái môi trường đó ở đây mình nói trở lại là cái môi trường y tế người ta nghĩ rằng là lương y như từ bảo trong nhân gian đã có câu nói đó thì người ta nghĩ rằng là những người làm việc trong ngày này phải là những người đạo đức mà không ngờ thưa quý vị khi mà nó khám phá nó đổ bể ra có lẽ Việt Nam là cái quốc gia duy nhất trên thế giới mà nhiều cán bộ về y tế phải vào tù vì cái vụ Covid-19 này Covid-19 nó làm thiệt mạng rất là nhiều người đưa đến cái tai họa rất là kinh hoàng cái số người bị thiệt mạng vì Covid-19 không thể đếm được. Nhưng mà bên cạnh đó ở Việt Nam thì có một cái hiện tượng là tướng tá vào tù, cán bộ vào tù, bộ trưởng vào tù, vân vân và vân vân. Đặc biệt là bác sĩ vào tù hơi bị nhiều thưa quý vị trong cái vụ Covid-19 này. Và nhìn những cái hình ảnh của những ông bà bác sĩ ngồi trong này, ngồi trước tòa trên tờ báo này chụp hình, họ không dám nhìn thẳng vào camera, họ cứ nhìn ngang nhìn ngọc và dĩ nhiên là rất là buồn những mình cảm thấy rằng cái đạo đức nó, nó suy đổi quá. Không còn có gì có thể là đạo đức là người ta vào một cái bệnh viện người ta hy vọng cái tình thương có ở nơi đó là các bác sĩ chữa trị cho người ta chữa trị cho người ta nhưng mà thật sự ra thì khi vào bệnh viện chắc có hoàn cảnh như bệnh viện Thủ Đức đây của hoàn cảnh của cái dịch Covid-19 đây người ta nhẹ nhìn thấy những cái con cá mập nó chờ sẵn cái, 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 miệng nó ra để mà chờ sẵn nạn nhân vào và nó có thể thủ lợi bất cứ lúc nào thưa quý vị. À, bị cáo Lan Anh bị cáo buộc đã ký 8 hợp đồng mua bán ký test Covid-19 của Việt Á với công ty Nam Phong. Bị cáo Lan Anh nói rằng thời điểm dịch bệnh căng thẳng 24 giờ trong ngày bị cáo đều không thể ngủ được phải nghe điện thoại liên tục dẫn đến không có một chút thời gian rảnh rỗi nào để đọc hồ sơ thầu có nghĩa là thứ vị chẳng thầu cho nó có có có, có 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 gọi là <laughs> nó có vẽ vậy thôi chứ còn thực sự là họ đã cấu kết với nhau họ đã ăn chia rồi thưa quý vị sau một người xét xử toán quyết tòa án quyết định án cao giải và tuyên án vào ngày 18 tháng sau thì chờ xem là những ngày sắp tới xem là các bố sẽ tuyên án nhau như thế nào nhưng mà dựa trên những lời khai này người ta nhìn thấy rõ là cái tinh thần làm việc của cán bộ nó như thế nào thưa quý vị có lẽ chúng tôi sẽ tạm ngừng à, phần 1 của chương trình đóng góp vẹn nơi đây và nguyên khổ sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 sau phần quảng cáo chiếc xe SUV ba hàng ghế với chỗ ngồi nào cũng là chỗ ngồi hạng nhất chiếc Lexus TX đầu tiên được 750 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2024 TX 350 All Drive. Ghi danh để bảo vệ sức khỏe của quý vị Ghi danh để bảo vệ sức khỏe gia đình của quý vị Bảo hiểm sức khỏe hiện đã có giá phải chăng hơn nhờ vào luật mới 4 trong 5 khách hàng có thể tìm được bảo hiểm chỉ 10 đồng một tháng hoặc ít hơn Gọi 1 800 ngay hôm nay Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Cây cô Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ. Cây cô được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg Mojuku 80mg Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg Cordyceps Sinensis Powder 10mg Mekabu và Mojuku là hai thành phần chánh để tạo nên Kaiko Fukuden Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất Kaiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên uống trong 4 tháng Xin quý vị gọi cho Đài quê hương 408 645 5575 hay 408 645 5580 Nguyễn Khôi xin trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình đọc báo Vẹn tuần này và thưa với quý vị cũng như phần thứ nhất là hôm nay thì chỉ có mình Nguyễn Khôi đọc báo thôi. Những cái chương trình mà hai người đó thì bao giờ nó cũng sống động hơn. Một người thì làm nó không được sống động như hai người nhưng mà đôi khi trong cuộc sống của chúng ta thì nó có những cái thực tế mà chúng tôi chỉ có thể <laughs> tiếp tục phục vụ quý vị, chia sẻ với quý vị nhưng mà báo hàng tuần Trong chương trình đọc báo vệm một người mà thôi thì quý vị cũng thông cảm cho tại vì đôi khi thì uh, nguyên khôi về vấn đề sức khỏe chẳng hạn như vậy hoặc là hoàng tuấn về vấn đề bận uh, công việc cho nên không thể mà hai người ngồi chung với nhau để thực hiện một lúc được uh, đây là phần hai của chương trình và thưa quý vị trong uh, tờ Việt Nam Net nguyên khôi đọc có một cái bài như thế này kiểm tra việc kê khai tài sản với 115 cán bộ diện bộ chính trị ban bí thư quản lý ủy ban kiểm tra trung ương kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản thu nhập đối với 116 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý qua kiểm tra giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 161 tổ chức. À, kiểm tra 116 cán bộ thì là là đã thi hành kỷ luật 161 tổ chức rồi thưa quý vị tức là ông nào cũng sai bà nào cũng sai cả tổ chức nào cũng sai cả chiều 13 tháng 6 thường trực ban bí thư làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng đến nay. Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Tránh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc và một số lãnh đạo thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên. Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rôn cho biết thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có những nhiều, nhiều vụ việc phức tạp phát sinh từ lâu đã được kiểm tra kết luận xử lý dứt điểm hoặc là những vụ mợ, việc mới phát sinh có chuyên môn sâu chuyên biệt khép kín cũng đã được phát hiện kiểm tra xử lý kịp thời tức là các vụ ăn rất là kín với nhau kín và vì là những việc chuyên môn cho nên nếu mà không có về, uh, chuyên, chuyên môn đó, thì không biết rành về công việc đó thì rất là khó mà khó mà có thể tìm ra những cái sai trái ở trong đó liên quan tới vấn đề mà tham nhũng hối lộ bẩn thỉu của các cán bộ đảng viên thì thực sự là chúng tôi nghĩ rằng là bây giờ việc đầu tiên đó, mà mình phải kiểm tra đó những người đầu tiên mà phải kiểm tra đó là chính là những cái ông bà làm việc trong những cái ban bộ này thưa quý vị chẳng hạn như ban bí thư ông Lương Cường vân vân hay là ông bà Trần Cẩm tú tránh văn phòng trung ương đảng Nguyễn Duy Ngọc một số lãnh đạo thành viên ủy ban kiểm tra trung ương thì những người mà đầu tiên mà cần kiểm tra chúng tôi kiểm tra ra là, là chính là những người này để xem họ có thực sự là những người đàng hoàng những người đứng đắn những người trong sạch và những người có đủ trình độ đi kiểm tra những người khác hay không tại vì nguyên khôi thấy là những ông kiểm tra ở trong cái chế độ cộng sản là những ông ăn nhiều nhất bận nhiều nhất tập trung nhiều nhất À, tại vì ông kiểm tra mong tới chú ông kiểm tra là đầu tiên là cán bộ nó phải lo nó hối lộ cho các ông rồi <laughs> mà nếu mà nó không hối lộ thì nó sẽ bể tùm lum hết mà nó bể tùm lum thì nó sẽ bể lớn cho nên cái tốt nhất là mình bịt ngay từ đầu bịt mỗi bịt ngay từ đầu bịt ngay miệng mà hối lộ là hối lộ ngay mấy ông kiểm tra này chắc là nhân cho nên cũng như vậy thì thưa quý vị theo chúng tôi đề nghị mấy ủy ban kiểm tra trung ương đảng hay là ủy ban trung ương đảng cái gì đó qua đây và thì cái những cái người mà đầu ta đầu tiên cần phải kiểm tra là chính những cái người đi kiểm tra người khác như thế này thực sự mấy ông có đằng hoàng không mấy ông trong sạch không mấy ông có có từ xưa giờ không gọi là tay nhúng chàm hay không mấy ông nguyễn phú trọng nói là anh nào mà nhúng chàm là biết điều thì uh, rút lui đi tự rút lui đi thì chính ông nên rút lui đi thực sự là để cho đến giờ này người dân trong nước và mọi người những người mà có một chút nhận thức thì ở trong nước có như ở hải ngoại những người Việt Nam tôi muốn nói tới thì đều đồng ý một câu là nó, nó đã dàn dối nó là hư nó hư ngay từ trên rồi thì lấy gì mà từ trên kiểm soát nhớ được thưa quý vị Các anh nhân cướp mà nó đòi nó đi thanh tra các anh nhân trộm thì tội nó còn nặng hơn cái anh nhân trộm nó nhiều nó phải bây giờ là bảo nó điều tra thì bao giờ thì mới hết ăn trộm mới hết trộm cướp đây thưa quý vị cho nên vào rất là khó đó là điểm thứ nhất điểm thứ hai là về kê khai tài sản người ta nói rằng là cán bộ bây giờ giàu có khóa giàu có thì phải có tiền bạc tiền bạc thì ở đâu ra tiền bạc thì lương thì xin lỗi quý vị chứ không có đủ sống nữa không có đủ trả tiền học cho con nữa hoặc là có những cán bộ mà nó kể về cái mức lương đó thì không đủ nuôi vợ nuôi con là vì con hơi đông chẳng hạn như vậy hoặc cái nhu cầu hơi nhiều cho gia đình hơi nhiều nhưng mà cán bộ nào có một chút quyền lợi có một chút quyền trong tay là đều giàu ụ lên so với những người dân bình thường và cái đồng tiền đó người ta đặt câu hỏi là tiền là đâu mà có thì đầu tiên có một ông một số ông thì bảo là tiền của nó đó, đó là cha mẹ để lại cho người ta nếu cha ra thì cha mẹ hồi đó nó cũng chẳng làm gì cả làm nông dân và đa số thời trước thì mọi người đều nghèo với nhau nhất là bố cán bộ thành phần bẩn cố đông thì làm sao mà có, có, có tiền mà để lại cho con rồi thứ nhất rồi thứ hai họ bảo họ để dành họ bao nhiêu năm chạy xe ôm tức là cái nghề mà không kiểm soát được không phải đóng thuế làm chữ đó không phải đóng thuế núi heo không phải đóng thuế không khai khai báo gì cả cho nên bây giờ họ không có hồ sơ không kiểm tra được và họ làm những nghề đó thì bây giờ nhà họ dầu kích xù lên thì thưa quý vị kiểm tra cái kiểu đó thì bao giờ nó mới ra được rồi chính vì người dân người ta người ta than phiền như vậy mở ra những cái cuộc gọi là kiểm tra kê khai tài sản thì đồng ý là kiểm tra nhưng mà những cán bộ họ ăn, họ chắc họ cũng dư biết một điều ăn vụng thì phải chùi mép chứ họ chùi mép rất là khéo bằng cách là gì những căn nhà mà người ta cứ tưởng là của ông a bà b tỉnh ủy rồi hay là chủ tịch vân 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 thực sự ra không có phải là của mấy ông bà tỉnh ủy hay là mấy ông bà chủ tịch đó hay mấy, mấy ông bà ủy ban đó mà là của ai là của vợ họ của con họ của bố vợ họ của mẹ vợ họ hoặc là của cháu họ hoặc của anh em vân vân của người nào đó. chứ không phải là của chính họ. Mà nếu họ không có cái gì tài sản họ rất là thanh mệ, thanh bạch. Có có nhà nhà thì ở nhà thì ở nhà, nhà nhà của nhà nước chẳng hạn như vậy. Hoặc là ở nhà mướn chẳng hạn như vậy. Mướn của A, Nga và Bê cái nhà đó thì ở là tôi đi mướn rồi. Mướn cái giá rất là rẻ tại vì nhà đó của bố mẹ tôi và, và 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 vì không phải của tôi, tôi không cái người đứng tên căn nhà đó không phải là cán bộ thì mình lấy cái tư cách gì để mà đi, đi kiểm tra cái cái vấn đề tài sản của anh người đó à, tôi không tôi, tôi không nhà phải của tôi tôi thì ở mướn hoặc là bố tôi mẹ tôi, tôi cho tôi ở nhờ thế thôi khi nào mà uh, không muốn cho tôi ở nhờ thì tôi phải dọn ra tài sản phải của tôi tôi chẳng có gì mà để mà kê khai cả thưa quý vị xin lỗi quý vị trong một cái cái chế độ một cái xã hội nó là tham nhũng nó là bẩn thỉu thì những người mà ăn tham nhũng ăn bẩn thỉu đó đó họ biết cách và Việt Nam thực sự người Việt Nam mình rất là tinh khôn rất là quỷ quái trong lĩnh vực này nói các nhiều người nói là các bộ rốt nhưng mà tôi nói các bộ không rốt không thích bà đi sự rốt thì nó chỉ ngu thôi chứ nó không có rốt ngu là tại vì nó không có học thức nó không có kiến thức nó không có lĩnh chuyên môn nhưng mà nó ngồi trên đầu người ta để mà nó uh, dùng cái quyền đó để mà nó đè đầu cưỡi cổ người ta hà hiếp bóc lột người ta ăn gian ăn tham thì thực hủy nó có đầy đủ những cái bánh khóe nó không có ngu đầu nó không có dốt đâu à. cho nên mình phải <laughs> đôi khi đọc những bài báo này mình phải mình phải không biết là mình giảm cái tốc độ cười của mình từ đâu đọc những bài báo như thế này mới khô ngồi, ngồi, ngồi 15 cười mười phút sau khi đọc những cái bài báo như thế này để đã đề nghị ủy ban chấp hành trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cho biết, thời gian qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp phát sinh từ ở lâu đã được kiểm tra kết quả xử lý dứt điểm đại khái là có những vụ đã, đã khám phá ra từ lâu rồi mà xử hoài xử hoài hoặc là chưa, chưa không chịu đem ra xử tại sao không chịu đông ra xử đã đầy đủ hết rồi đã đầy đã đủ, lấy đủ lời khai đã đến ngày đến giờ theo luật định đâu thì mình đưa ra xử chứ mà tại sao chưa 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 có xử được chưa dứt điểm nữa nó tại vì chưa, chưa chắc chưa đều chưa đủ hoặc là phe nhóm người này ăn chịu người kia ăn chịu người này ngồi đang ngồi còn là chức quyền đó lỡ ăn rồi lỡ, lỡ nhúng chà rồi mình đang ngồi chức quyền đó mà nó mang ra xử nó bể tùm lum ra thì làm sao thưa quý vị chứ dứt điểm được là vì vậy thôi nó chồng kéo lên nhau nó ràng buộc lên nhau nó lôi kéo lên nhau nó nó như một cái mớ bồng bồng thưa quý vị cho nên là quá gì thì nói nhiều người bảo hy vọng là kỳ này ông đúc ở nguyễn phú trọng ông sẽ làm sạch đảng thưa quý vị không có sạch được. nếu mà đảng sạch thì đảng đã không còn. tại vì nếu mà đảng sạch sẽ như vậy thì không có ai làm việc cả. Đơn giản là không có ai làm việc lại làm việc để mà làm gì? làm việc để mà vợ con đói à, đói mèo à. trong khi đó những đứa khác nó được hưởng với tất cả những những cái bổng lộc, những, những cái tham nhũng hối lộ Nó ăn được mà mình không được ăn. đòi mình sạch bắt mình sạch. chắc cái chuyện đó nó không có trên trần gian này. ai cũng là người phàm cả ai cũng có tham sân si trong người cả. Vâng, thưa quý vị, đó là cái bài báo vừa rồi chúng ta gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi có cái tin như thế này của uh, liên quan tới thầy thích Minh Tuệ, Sự báo đây là báo pháp luật của báo Người Lao Động, một pháp luật của báo Người Lao Động, xử phạt một phụ nữ đưa tin sai về việc bộ hành của sư thích Minh Tuệ ở Quảng Trị đưa thông tin sai sự thật xuyên tạc trên trang mạng xã hội. Một phụ nữ ở Quảng Trị bị công cơ quan công an xử phạt 5 triệu đồng. Chiều 13 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà NTTA 49 tuổi vụ tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh với, với số tiền 5 triệu đồng vì thông tin sai lạc, sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội. Trước đó vào cuối tháng 5, năm 2024, ông Lê Anh Tú tức là sư Thích Minh Tuệ bộ hành qua địa bàn huyện Vĩnh Linh tại đây giữa lãnh đạo và giữa lãnh đạo xã Hiền Thành huyện Vĩnh Linh và ông Lê Anh Tú đã có những lời nói trao đổi với nhau và được nhiều người quay video đưa lên mạng xã hội. qua giả soát phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao tỉnh Quảng Trị phát hiện không gian mạng có nhiều đối tượng lợi dụng việc trên để chia sẻ bình luận xuyên tạc bịa đặt sai sự thật và cấp ủy chính quyền và về chính cấp ủy chính quyền và người dân tỉnh Quảng trị làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín tình hình ảnh của người Quảng trị. Được biết ngoài việc xử phạt đối với bà NTTA, phòng an ninh mạng và phòng chống công nghệ tội phạm công nghệ cao công an tỉnh Quảng trị đang tiếp tục xác minh xử lý 16 trường hợp có hành vi tương tự. Cái vụ thầy thích Minh Tuệ uh, đi bộ hành đó thì đã gây rất nhiều xáo trộn uh, trong cái thời gian vừa qua. Xáo trộn đây không phải là xáo trộn về cái sự là không có an toàn của xã hội, không. Chúng uh, tôi thấy này, thầy chỉ nhìn thầy đi một mình thì không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà khi mà có khi có những rất đông những người khác đi theo thầy, một cái đoàn rất là dài. như khi người có thấy trong hình ảnh trên YouTube cả trong người hoặc hơn nữa, cô là người rất rất là dài. Thì họ cũng đã ý thức những người này thực sự phải công nhận là họ rất là ý thức về cái vấn đề làm sao để giữ an toàn uh, giao thông, trật tự xã hội và hầu như là không có một cái vụ nào mà uh, đáng tiếc nó xảy ra cả, hầu như là như vậy. Người có thấy, người không biết, nhưng mà những những gì mà người ngồi đọc được, nghe được, thấy được thì không thấy có. Thì uh, cái vụ mà đưa tin như thế này uh, rồi bị đưa ra tòa, uh, bị phạt như thế này, thứ nhất là chuyện nó rất là ngô nghê, cái chuyện đưa tin trên mạng xã hội thì ai, người ta cứ đưa tin rồi mình, cái, mình, mình là người nghe nếu mà trừ những cái tin lớn mình có nói chuyện trên những cái tin mà nó bình thường như thế tin xã hội như thế này mà người ta có cái hình ảnh rõ ràng chẳng hạn như quay cái hình ảnh mà thầy thích minh tuệ mà người ta chặn lại người ta làm khó dễ hay là cán bộ hay người này người kia mà những có, có những cái lời nói không đẹp cách gì không đẹp rồi người ta bình phẩm thì cái chuyện đó là cái chuyện, đó, cái chuyện đó, đương nhiên trong cái xã hội tự, tự do nếu mà mình ta nhận mình là một nước đất đất tự do mình có dân chủ vân vân thì người dân có quyền phát biểu không và trong luật pháp trong hiến pháp vậy thôi họ trừ khi nào mà họ gây hấn họ làm thiệt hại đến quyền lợi mà thanh tra của người, người ta mà với cái ác ý còn đây vì anh làm cái chuyện này vì anh nói cái lời này tôi không đồng ý với anh tôi không đồng ý với cách hành xử của anh anh là cán bộ anh phải nghiêm chỉnh anh phải gương mẫu hay là anh không được hà hiếp người này người kia người ta chỉ đi là người ta bộ hành người ta không làm gì hại đến xã hội cả thì người ta có quyền tự do thi hành cái, cái, cái người là dư đạo, thực hiện cái niềm tin của người ta thì đâu có gì đâu mà anh phải cản trở mà trong khi đó những cái hình ảnh như thế này đang được mọi người dân, người ta rất đông người, người ta đồng ý, người ta uh, tán tụng, người ta ca ngợ thì những cái việc tốt như vậy thì mình nên làm sao để cho nó tốt hơn nữa thì mới đúng chứ, chẳng hạn như vậy thì đối với cán bộ mà đưa những người này ra xử lý về cái tội mà loan tin uh, sai, đưa tin sai thế nào là sai, thế nào là đúng thưa quý vị các ông cán bộ báo chí nhà nước cũng đưa tin sai hoài mà mà, mà thế nào là sai thế nào là đúng người ta chỉ đưa tin cho người ta có quyền phê bình cái quyền phê bình là cái quyền tự nhiên trong cái xã hội anh làm đúng người ta ca ngợi anh làm sai người ta bảo anh làm sai thế thôi rất là bình thường tự nhiên đưa ra tòa nên những cái việc này không phải đưa ra tòa sẽ đâu có việc mà đưa ra người ta để mà phạt kỷ luật chuyện này nó càng làm cho một cái nó trở nên một cái xã hội nó rất là buồn cười Ok, cái chỗ là tại sao bao nhiêu những cái việc sai trái, bao nhiêu cái tội phạm xã hội nó xảy ra. Công an không đi làm lo những cái chuyện đó. Lừa đảo trên mạng, công an không đi làm những cái chuyện đó. Mà lại bắt người dân, chỉ vì người dân bày tỏ ý kiến của mình đây, nó cho rõ là không phải họ đưa tin sai. Đó tại vì không sai được, tại vì có bằng chứng. Họ quay video, họ đưa lên mạng cho nên không... trong này nói là sai, nhưng mà thực sự là họ không sai, nhưng các bản tin nói như vậy là không sai. Bị phạt đó là tại vì có những cái lời lẽ, những cái nhận xét, những cái phê bình mà theo những người ta là ảnh hưởng đến, đến danh dự uy tín và hình ảnh của người quản trị. Các cán bộ làm sai, thì phải ảnh hưởng cho nó. Ông cán bộ, ông vui vẻ, ông đàng hoàng, ông lo trật cho tự cho dân, cho, cho đường, cho đường, cái phố. Thì có gì sai đâu mà ảnh mà, mà, mà hưởng đến cái, cái danh dự uy tín của hình ảnh của cán bộ hay là người dân quản trị. Dạ, yeah. thưa quý vị họ chỉ bênh vực cho nhau mà thôi và nó càng lỗ bịch cho càng rõ ràng là cán bộ hình như là bây giờ công an hết việc gì để làm rồi cho họ làm những cái chuyện mà những cái chuyện cần làm cho họ không làm còn những cái chuyện mà cái nhỏ nhặt nó chẳng đáng lưu ý như thế này họ bỏ thì giờ bỏ tâm huyết họ làm phạt chẳng bao nhiêu tiền cả mà rồi phạt cái hình ảnh như thế này những cái hình ảnh của cán bộ công an mà ngồi mà phạt người dân làm những cái chuyện như thế này nó rất là lỗ bịch và nó càng làm cho nó thực sự là những cái này nó càng làm xấu đi làm giảm đi uy tín đi cái hình ảnh của người nếu có của người công an trước mặt là nhân dân chúng tôi có lẽ xin chào tạm biệt quý vị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đóng bảo về an tuần này và hy vọng là chương trình kỳ tới thì sẽ có đầy đủ hai anh em để trò chuyện với quý vị chào tạm biệt quý vị